Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh KaoThiem.com. Video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm là một con gấu. Gấu bông teddy cao cấp cổ vải 1m2, cao 1m, màu nâu, hàng Việt Nam xuất khẩu. Số tiền là 174.400. Thì các bạn thấy cái bọc này nó khá là nhỏ luôn. Đây, chỉ khoảng 20cm thôi. Không hiểu xốp gói kiểu gì mà bọc chỉ khoảng 20cm. Rồi, giờ mình sẽ mở nhá. Đó, bó phải nói là khít luôn đấy. Đấy, cắt một phát mà nó bung ra luôn này. Gói rất là chặt luôn đấy. Đó, mình cứ phải, mình nhìn trong hình thì to lắm. Cao 1m cơ mà. Rồi, xốp gói rất là kỹ luôn. Link mua mình sẽ để dưới video nhá. Link mua sản phẩm này cho những thanh niên FA, cho những ai mà chưa có gấu. Bung lụa rồi. Wow, bắt đầu thấy to đấy. Xốp gói công nhận là chặt thật. Rồi, ui, đẹp chưa? Vâng, thì khổ vải là 1m2, còn cao 1m. Rồi. Các cụ đã có câu là người yêu thì có thể không có, nhưng chó thì nhất thiết phải nuôi một con. Gấu thì nhất thiết phải mua một con về ôm. Thì mùa đông đến rồi, mùa đông lạnh giá đến rồi. Mình cũng chưa có người yêu. Một thanh niên FA chia sẻ thì những ai mà chưa có người yêu thì có thể mua gấu về ôm tạm. Đêm nằm thì có vẻ ôm tự sướng các kiểu rồi. Rồi, chiều dài là 1m nhá. Khổ vải có nghĩa là chưa thành con gấu ấy thì là 1m2. Đây là áo của nó, vâng, áo kiểu là Juventus nhưng mà sọc ngang. Vâng, thực sự rất là to luôn. Đấy, sờ sờ cực kỳ sướng. Ôm rất là sướng luôn, đấy. Đây là gấu Teddy nhá. Cái lông con gấu này xoắn hoa hồng này. Sờ rất là mềm mịn này. Và rất là sướng, và an toàn. Vâng, thì cái này thì anh em có thể mua về ôm hoặc là dùng để tặng bạn gái hoặc là người yêu. Con gái thì luôn xích... sự dễ thương và mềm mại. Nói chung thì anh em có thể tặng gấu thì rất là ý nghĩa, tại vì mỗi lần bạn gái tị sướng thì sẽ nhớ đến anh em thôi. Áo đây có hình Ure Caprai, cái logo này thì được thêu nhá, thêu rất là cứng. Áo thì mỏng không dày. Ôm con này thì chụp ảnh rất là phê. To, rất là to luôn, mông nảy luôn, bóp mông. Như vậy là mùa đông lạnh giá này, mình đã có gấu đấy không? Đấy, không lo bị FA rồi. Kiểu một thanh niên tự kỷ chia sẻ đấy. Mũi này bóp rất là phê luôn. Mắt nhìn trong. Cái này để trên giường ôm thì sướng. Vừa để tự sướng và có thể làm gối ôm luôn. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, link mua mình sẽ để dưới video này.
Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm gấu bông Teddy cao 1m. Các bạn cảm thấy video hữu ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp các bạn, mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Rồi, mình ôm gấu đi ngủ đây. Bye bye anh em.